Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến với quý vị những tin nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin tức chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Jongwo, làng Dajai, thị trấn Ngangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, do lượng mưa lớn liên tục. Theo xác minh của chính quyền địa phương, có 38 hộ dân và 107 nhân khẩu bị mắc kẹt và bị vùi lấp, chưa rõ thương vong cụ thể. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ôn Gia Bảo, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC, Thủ tướng Quốc vụ Viện đã nhanh chóng ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tổ chức lực lượng tìm hiểu tình hình, làm mọi cách để cứu người, đồng thời không để xảy ra những vụ tai nạn tương tự ở các khu vực xung quanh và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Hui Liangyu dẫn đầu các đồng chí từ các bộ phận liên quan khẩn trương đến nơi xảy ra thảm họa, phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi và chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng. Sau thảm họa, thành ủy, chính quyền thành phố Anshun đã lãnh đạo địa phương, dân phòng, công an, phòng cháy chữa cháy và các sở ngành liên quan khẩn trương đến địa điểm xảy ra thảm họa để tổ chức chỉ đạo cứu nạn. Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ sạt lở đất nữa đã xảy ra tại làng Dajai, thị trấn Ngangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Do mưa lớn liên tục đã khiến hơn 100 người bị vùi lấp tại làng Dajai, thị trấn Ngangwu. Dịch vụ khí tượng khẩn cấp đã được đưa ra lần đầu tiên. Cục khí tượng thành phố An Thuận, Quý Châu đã nhanh chóng báo cáo thảm họa cho Cục khí tượng tỉnh. Lúc 15 giờ, Cục trưởng Siang Hong Kyung và Cục phó Thang Jung Quang của Cục khí tượng Quý Châu dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường hướng dẫn ứng phó khẩn cấp. Phó Cục trưởng Chen Chong Minh chỉ đạo dịch vụ dự báo thời tiết khẩn cấp tại Đài quan sát khí tượng tỉnh. Sau khi nhận được báo cáo, Jang Gung Quang, Bí thư Đảng kiêm Giám đốc Cục, người đang chủ trì cuộc họp nghiên cứu của nhóm Trung ương Đảng của Cục khí tượng Trung Quốc vào mùa hè, đã yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhất để cung cấp các dịch vụ khí tượng như giám sát và cảnh báo sớm. Yao Mingyan, thành viên của nhóm Đảng kiêm Phó Giám đốc Văn phòng, đã liên lạc với Chen Chong Minh qua điện thoại để triển khai hỗ trợ khí tượng khẩn cấp. Vào lúc 18 giờ, Xu Xiangfen, Phó Bí thư Đảng đoàn kiêm Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Trung Quốc đã bay đến tuyến đầu của công tác cứu hộ và chỉ huy sạt lở đất ở Quan Lĩnh, Quý Châu với các tài liệu phục vụ việc ra quyết định. Tài liệu giới thiệu thời tiết mưa bão ở Quý Châu từ một tuần nay và tác động của thảm họa, đặc biệt cung cấp dự báo lượng mưa trong 2 ngày tới ở Anshun, Quý Châu. Lúc 20 giờ 02 phút, xe của Bộ Chỉ huy Khẩn cấp Khí tượng tỉnh Quý Châu đã đến cách khu vực lở đất Quan Lĩnh 5 km. Đây là khu vực an toàn nhất gần hiện trường trước đó. Kể từ 22 giờ, chúng tôi đã chuyển dữ liệu phân tích dự báo và giám sát khí tượng tại chỗ cho Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu và Cục Khí tượng Trung Quốc từng giờ. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên giáo huyện ủy Quan Lĩnh, Quý Châu, tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở thị trấn Ngangwu, huyện Quan Lĩnh, hơn 600 dân quân, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa và cán bộ các cấp đã được tổ chức khẩn cấp cứu hộ và di rời người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, điều tra toàn diện về các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại, hơn 350 nhân khẩu đã được chuyển đi và hơn 1.200 nhân khẩu của hơn 280 hộ gia đình ở 6 tổ dân phố ở làng Dajai cần phải chuyển đi. Trời đổ mưa ở thị trấn Ngangwu lúc 3 giờ sáng ngày hôm trước, lượng mưa đạt 257 mm vào khoảng 14 giờ trưa. Lượng mưa lớn đã gây ra lở đất ở hệ thống Dajai và hệ thống Yongwu của làng Dajai, thị trấn Ngangwu, huyện Quan Lĩnh. Theo thống kê sơ bộ, vụ sạt lở đã làm 38 hộ dân với 107 nhân khẩu bị mắc kẹt. Sau khi thảm họa xảy ra, các lãnh đạo chính của thành ủy, chính quyền thành phố Anshun và quận ủy Quan Lĩnh và chính quyền quận đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức cùng các ban ngành liên quan của thành phố và quận để thực hiện công tác cứu hộ. Một trụ sở cứu hộ và cứu nạn do thị trưởng Lưu Ninh làm trưởng nhóm đã được thành lập tại hiện trường. Và 9 nhóm công tác đã được thành lập để thực hiện cuộc giải cứu bằng tất cả sức lực của mình. Một phóng viên của ChinaNews.com đã nhìn thấy tại hiện trường vụ lở đất ở Quan Lĩnh ở Quý Châu rằng sau gần 30 giờ cứu hộ, lúc 5 giờ 50 phút chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người đầu tiên bị chôn vùi trong đống bùn đất và đá.
Hiện hài cốt đã được lực lượng cứu hộ vận chuyển ra khỏi hiện trường bằng cáng, hiện chưa phân biệt được giới tính, tuổi tác. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, tại làng Da Chai, huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, nơi xảy ra một vụ sạt lở đất quy mô lớn, các sĩ quan và binh sĩ tìm kiếm và cứu nạn đã nghe thấy tiếng thở từ bên dưới trên một địa điểm Lung Shin Guja đổ nát bên cạnh của một vết lở bùn. Ngôi nhà của gia đình anh Lu Xin Gui nằm ở giữa và trên của khe núi nên khi xảy ra sạt lở, nó không bị cuốn trôi mà chỉ bị nhấn chìm, giờ chỉ còn một mái nhà. Tiếng thở phát ra từ dưới mái nhà trên cao, các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát vũ trang Asun có mặt tại hiện trường gọi đến nhưng không ai đáp lại. Nhưng tiếng thở vẫn rất rõ ràng, không thể biết được những người sống sót là ai. Theo chủ ngôi nhà là Lu Xin Gui, trước khi xảy ra thảm họa, hai cậu con trai Lu Gangwei 9 tuổi và Lu Chang 7 tuổi của gia đình hàng xóm Lu Jin Jui đang chơi trong nhà họ nên đoán rằng rất có thể tiếng thở của hai đứa trẻ. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang nỗ lực hết sức để cứu hộ, mong có phép màu cứu sống. Công tác cứu hộ cho trận lở đất ở làng Da Chai, Quan Lĩnh, Quý Châu vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát vũ trang ứng cứu tại hiện trường, với diện tích sập lớn như vậy, hy vọng sống sót của những người bị vùi lấp bên trong gần như bằng không. Theo trưởng làng, 99 người đã được chôn cất. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Cứu trợ Thảm họa, hôm qua, đội cứu hỏa tỉnh Quý Châu đã mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, thiết bị dò sự sống âm thanh và 8 chú chó tìm kiếm cứu nạn để thực hiện cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Chiều qua, tại hiện trường cứu hộ có thể thấy những mảng đất lớn lăn từ trên sườn núi xuống chân núi, trời mưa nhẹ. John Wei, thuộc phòng kỹ thuật giao thông của cảnh sát vũ trang, người phụ trách việc khai quật, cho biết đi đảm bảo an toàn và tránh thảm họa thứ cấp. Công việc đào bới của chiếc máy xúc lớn phải đến khoảng 4 giờ chiều mới bắt đầu. Ông cho biết đi đảm bảo tính nguyên vẹn của bộ hài cốt, họ sẽ rất cẩn thận khi khai quật. Tại hiện trường, nhiều máy xúc đào bới từng lớp do đường bị đổ sập dài vài trăm mét. Sau khi đào được một sảnh đất lớn, hãy thả nó từ trên cao xuống để xem nó còn sót lại không. Đến khoảng 5 giờ chiều, tại ngôi nhà cao tầng bị vùi lấp, thi thể đầu tiên được đào lên. Sau khi máy xúc xúc một sảnh đất lớn, tất cả những người xem đều thốt lên và một thi thể đã được đào lên khỏi đất. Không còn người sống trên vùng đất lở. Tại hiện trường cứu hộ, các thành viên trong gia đình chờ đợi hài cốt của người thân đã vây kín. Đa số họ đi làm ăn ở nơi khác, quanh năm chỉ có người già và trẻ em ở nhà. Cha mẹ, mẹ và con cái đang bị vùi lấp ở trong đó. Li Cheng Phu, một người dân thường đứng ở xa cho biết. Và khi các thi thể xuất hiện, một số người đã tụ tập xung quanh để kiểm tra xem đó có phải là người thân của mình không. Ai đó thì thầm, đó là một cô gái và tất cả mọi người đều im lặng. Đến khoảng 7 giờ đêm qua, công việc khai quật tạm dừng vì sợ trời tối nguy hiểm. Hôm nay, cuộc khai quật sẽ tiếp tục. Hôm qua, trụ sở cứu trợ thảm họa cho biết, tổng cộng 1.001 người đã được sơ tán. Các nhân viên của Văn phòng Tài nguyên và Đất đai của thành phố Asun cho biết, khu vực sạt lở sẽ không còn người ở trong tương lai. Chen Chao Wang, người đứng đầu làng Da Chai đêm qua cho biết, số người được chôn cất ở làng Da Chai là 99 người. Ông nói rằng lý do tại sao ông báo 107 người sớm hơn là vì ông rất lo lắng vào ngày xảy ra tai nạn. Vì vậy, khi dân làng đến báo, ông sẽ ghi lại. Đến hôm qua, ông mới biết được rằng lúc đó có vài người không có trong nhà. Danh sách chính xác là 99 người. Về thông tin, báo chí đưa tin ngày hôm qua rằng hơn 60 người đã được giải cứu. Chen Chao Zhang nói rằng hơn 60 người này là những người dân làng khác và không có tên trong danh sách mất tích. Ông cho biết do một số dân làng không sơ tán từ ngày hôm trước. Theo danh sách do dân tại một ngôi làng ở huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tổng hợp, có 62 người đã thiệt mạng trong thảm họa lở đất này, trong đó có 30 trẻ em đang học tiểu học. Danh sách cho thấy 72 dân làng sống sót sau thảm họa lở đất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng khoảng 100 người đã bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi tại làng Da Chai, thị trấn Guanggu, huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu do lượng mưa lớn liên tục gây ra lở đất. Số lượng các đội cứu hộ khẩn cấp và lực lượng cứu hộ được huy động ở tỉnh Quý Châu đã lên tới hơn 1.000 người và các nhà chức trách đã sơ tán 1.001 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Đội cứu hộ tỉnh Quý Châu đã điều động 6 đội cứu hộ, mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar và chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn trong phạm vi sạt lở đất. Hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang cùng 5 máy xúc lớn đã khơi thông kênh dẫn duy nhất tại khu vực cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng đã bố trí hơn 40 thiết bị lớn như máy ủi, máy xúc, xe bốc xếp đưa vào để giải thoát. 15 xe cứu thương và 30 nhân viên y tế do Sở Y tế địa phương tổ chức cũng đang làm việc 24/24 giờ tại điểm cứu thương.
Ngoài ra, 100 xe cứu thương và 200 nhân viên y tế do Sở Y tế tỉnh Quý Châu tổ chức đang gấp rút đến khu vực xảy ra thảm họa Guanlin. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!